Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự tiếp thu. Khả năng tiếp thu của bạn là khả năng và sự sẵn sàng tiếp nhận thông tin hoặc ý tưởng. Khả năng tiếp nhận của danh từ rất hữu ích để mô tả sự cởi mở của ai đó, đặc biệt là đối với những ý tưởng mới hoặc những ý kiến khác nhau. Ý nghĩa của tiếp thu là gì? Có phẩm chất tiếp nhận thừa nhận, có khả, có thể, hoặc nhanh chóng tiếp nhận kiến thức, ý tưởng, v.v. Một trí óc tiếp thu, sẵn sàng hoặc có khuynh hướng nhận các đề nghị. Với những sự yêu ái, một người lắng nghe dễ tiếp thu, của hoặc liên quan đến tiếp nhận hoặc cụ thể. Làm thế nào để tôi trở nên dễ tiếp thu hơn? 5 cách thực tế để dễ tiếp thu hơn. Thứ nhất, mặc định, tắt tất cả các thông báo. Dễ tiếp thu không có nghĩa là cởi mở với mọi ồn ào của thế giới. Thứ hai, quan sát một điều mới mỗi ngày. Chúng ta có một số lượng giới hạn khả năng tiếp nhận trong bất kỳ thời điểm nào. Thứ ba, thực hành chủ nghĩa tối giản. Thứ bốn, viết ở lề. Thứ năm, đặt những câu hỏi hay hơn. Sự tư duy tiếp thu là gì? Tư duy tiếp thu có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là chúng ta sẵn sàng gạt bỏ những suy nghĩ do bản ngã kiểm soát của mình để đổi lấy một thái độ mềm mỏng hơn, cho phép hơn, sẵn sàng cởi mở và chấp nhận đầu vào từ các nguồn khác. Các kỹ năng tiếp thu là gì? Đọc và nghe liên quan đến việc tiếp nhận thông tin, và do đó chúng được gọi là các kỹ năng tiếp thu. Nói và viết được gọi là kỹ năng hiệu quả vì chúng liên quan đến việc tạo các từ, cụm từ, câu và đoạn văn. Làm thế nào để bạn thể hiện sự tiếp thu phản hồi? 5 mẹo để tiếp thu phản hồi. Thứ nhất, hãy dành thời gian để suy nghĩ về thông tin và giá trị tiềm năng của nó. Thứ hai, thực hành chú ý lắng nghe và chống lại ham muốn phản ứng phòng thủ. Thứ ba, nhận thức là quan trọng. Thứ bốn, tránh làm xấu mặt những người cung cấp phản hồi. Thứ năm, nói cảm ơn. Tại sao lắng nghe là kỹ năng tiếp thu quan trọng nhất? Nghe là một trong những kỹ năng tiếp thu quan trọng và là một trong những kết quả quan trọng nhất của việc giảng dạy ngôn ngữ, và luôn có nhu cầu nhằm nâng cao kỹ năng nghe của học viên nhỏ tuổi. Lắng nghe dựa trên sự tương tác tích cực, tức là người nghe đang tích cực tìm ra ý nghĩa dễ hiểu. Ví dụ về ngôn ngữ tiếp thu là gì? Ngôn ngữ tiếp thu là đầu vào của ngôn ngữ, khả năng hiểu và lĩnh hội ngôn ngữ nói mà bạn nghe hoặc đọc. Ví dụ khả năng của một đứa trẻ lắng nghe và làm theo hướng dẫn dựa trên ngôn ngữ kỹ năng. Ngôn ngữ tiếp nhận là gì? Ngôn ngữ tiếp thu có nghĩa là khả năng hiểu thông tin. Nó liên quan đến việc hiểu các từ, câu và ý nghĩa của những gì người khác nói hoặc những gì được đọc. Ngôn ngữ biểu cảm có nghĩa là có thể đưa suy nghĩ vào các từ và câu theo cách có ý nghĩa và chính xác về mặt ngữ pháp. Sự tiếp thu có phải là một từ không? Khả năng tiếp thu của bạn là khả năng và sự sẵn sàng tiếp nhận thông tin hoặc ý tưởng. Khả năng tiếp nhận của danh từ rất hữu ích để mô tả sự cởi mở của ai đó, đặc biệt là đối với những ý tưởng với hoặc những ý kiến khác nhau. Ngôn ngữ tiếp thu hay biểu đạt đầu tiên là gì? Ngôn ngữ thường được chia thành hai loại, tiếp nhận và biểu đạt. Tiếp thu ngôn ngữ về cơ bản và hiểu cách diễn đạt và nói lời nói của những người khác. Trẻ bắt đầu phát triển kỹ năng này đầu tiên. Ngôn ngữ biểu cảm là khả năng thể hiện bản thân của trẻ. Tình bạn. Một mối tình bạn dễ tiếp thu là gì? Khi bạn bè thân thiết hơn người quen, nó thường gọi là sự tiếp thu. Trong loại tình bạn này, bạn đang nhận từ và trao cho người kia, và tình bạn cân bằng. Trong tình bạn dễ tiếp thu,
cả hai người đều được hưởng lợi từ mối quan hệ này, được gọi là phần thưởng tích cực, lợi lẫn nhau. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.